Gần vào, xa quá. Rồi, như vậy gần. Chính xác. Gần vào. Ngay mình sẽ xa, ngay gần. Để bạn đá dễ. Đủ người đi, nước kìa. Tiếp. Tiếp đi. Đừng đâu. Sao bảo dừng mới dừng. Tiếp đi. Chậm thôi, vội kìa. Không vội, làm chậm thôi, rõ ràng, rõ ràng. Hiệu quả. Đạp vào nào, chết rồi. Chậm rồi. Đúng rồi, như vậy. Chính xác, thế này. Chậm thôi, làm rõ ra. Còn nào, xong rồi đấy. Đạp nó là đạp ngã chết rồi. Đạp đây. Đó đấy. Nhìn gục đúng rồi, cao không anh ơi? Chú đi dừng. Đã bao cái đầu không tiếp tiến sốc lên ngang rồi sốc lên rồi rồi trái tuệ phải là cô à ngồi thế đi tuệ ấy mở quá bên phải làm vui đấy hay mở nhà không mở giữ nguyên này đặt ra đấy vừa khỏe rồi. À, từ 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 bây giờ em cầm cái cây ngang cổ bạn này đây. Không với bạn này cấp cao có cổ là cổ em chơi thôi xô lên rồi tiếp nào chân nào cũng cổ mà tiếp đi rồi thế anh nhẹ nhá tốt mà chú này em cố gắng là đừng đi sát nó lên nhá anh đi anh đuổi kia em đi em đi đây. Tập đi ơi này, tập đi. Ơi kia đi tiếp đi, nhìn mình. Mọi người vẫn còn 30 giây mà. Làm đi. Đi. Đi làm đi. Theo hô rừng của rừng. Nhìn. Bụp. Đúng rồi, chính xác. Phương Anh, đổi chân đi Phương Anh. Đạp người giờ, bẩn áo giờ. Tiến, mở háng rồi Tiến. Làm chậm thôi, bình tĩnh. Thôi, hơi đuối. Đi đi. Đi, rồi, nhìn nào, bú bên. Gần vào. Rồi, như vậy. Được, còn nó ngon đấy. Chờ thôi. Rồi, như vậy. Mọi người rút lại về rừng nhá. Về để rừng. Rồi tốt đấy, rồi, tốt rồi. Đây là đừng vung ấy, đẩy ra. Không phải là vung chứ lên này, đẩy ra. Rồi tôi. Rồi đúng rồi, ngồi trên trên phải đấy. Quên. Nhìn nhìn mọi người mới tập nó cổ hơi cứng sao cả thế này quên anh ơi tạm nghỉ trang quên anh tạm nghỉ không nó kia tiếp đi tiếp đi em đi về nơi đi không nghỉ rồi tốt đấy rồi tiếp nào
Rồi dừng. Mọi người đổi bài nhá.